Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện quyền sùng ngỗ tác y phi chuyển của tác giả Bộ Nguyệt Thiền Trang. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 56, đã gặp ngũ muội muội chưa? Cửu muội muội đến rồi. Vừa vào cửa Tần Hoan đã được chào đón bởi khuôn mặt tươi cười của Tần Lệ. Phòng khách của Lâm Phong viện bày hai cái giường lớn, trong dương đều là tơ lụa thượng phẩm, trên bàn cũng bày một hộp gỗ đàn màu đen dài khoảng một thước vuông, bên trong là mấy bộ trang sức phỉ thúy bạch ngọc. Tần Lệ đang cực kỳ nhàm chán đánh giá một miếng bạch ngọc treo thắt lưng, Tần Tương dẫn theo Vãn Tình và Vãn Hà đang lựa chọn. Nhìn thấy Tần Hoan đi vào, vẻ mặt Tần Tương trực tiếp tối lại. Tần Tương dùng tốc độ cực kỳ nhanh chọn ra mấy thứ, sau đó lại nhìn về phía Vãn Tình ở phía sau. Tiểu thư nhà ngươi không ra ngoài được Người dựa theo yêu thích của nó lựa chọn cẩn thận một chút Hiện tại nó ở một mình trong viện chịu khổ quá rồi Người cứ chọn nhiều món tốt vào Lời này đương nhiên là nói cho Tần Hoan nghe Phục Linh đi theo sau Tần Hoan cũng nhíu mày lại Phục Linh cũng không thèm đống lễ vật này Quả thực hôm đó Tần Sương nói lời ngông cuồng chính là lỗi của nàng ta Thế nhưng hiện tại Tần Tương lại trách móc đến trên người Tần Hoan Trong lòng nàng cực kỳ bực bội trên mặt tần hoan lại chẳng có biến đổi gì, gật đầu chào tần lệ rồi dặn dò phục linh. Đợi ngũ tiểu thư chọn xong rồi thì em cứ tùy tiện chọn lấy hai món là được, ta vào xem xem đại tẩu đã tốt lên chưa. Tần tương nghe thấy thế liền trao mày, ban nãy nàng cố tình nói cho tần hoan nghe, nhưng tần hoan không thèm phản kích, thậm chí dáng vẻ cũng hoàn toàn rừng dưng như không. Trước đến nay tần hoan đã trải qua những ngày tháng như thế nào nàng đều biết, sao có thể được nhìn thấy nhiều bảo bối như thế này giả vờ cũng giỏi thật tần hoan đi vào trong nội thất ở ngoài này tần lệ cười như không cười nhìn nàng chăm chú chỉ đến khi nàng đi khuất sau rèm cửa rồi mới rời mắt ban nãy tần hoan bị lưu xuân nhìn chằm chằm đến giờ vẫn thấy khó chịu nên ánh mắt của tần lệ càng khiến nàng tức giận hai người này đều là đối tượng hoài nghi của nàng thế nhưng nàng lại không thể phản ứng gì để lộ ra sơ hở được nàng thở ra một hơi rồi mới bước vào trong vừa đi đến cửa thì diêu tâm lan ngồi trên giường đã nhìn thấy nàng cửu muội muội mau đến đây tần hoàn đi nhanh hơn vài bước đã đến trước giường diêu tâm lan kéo tay nàng ngồi xuống bên cạnh mình sắc mặt nàng đã hồng hào hơn một chút rồi hơi thở cũng mạnh mẽ hơn trong lòng mặc thư biết hai người muốn tâm sự riêng nên mới lui ra đứng chờ ở cửa phòng cửu muội muội đã gặp ngũ muội muội ở bên ngoài rồi hả Tần Hoan gật đầu, khẽ cười. Gặp rồi, tính tình ngũ muội muội chính là như vậy, mặc dù nó là nữ nhi dòng chính, thế nhưng tóm lại muội đừng so đo với nó, nó và Lục muội muội tính nết giống nhau, hơi ngang bướng nhưng cũng không phải người độc ác gì. Diêu Tâm Lan khuyên bảo rất dịu dàng, khiến cho trong lòng Tần Hoan hơi thổn thức. Trên đời này suy cho cùng thì không có nhiều người đại gian đại ác lắm, mà rất nhiều bi kịch lại xuất phát từ những người bình thường chỉ hơi cay nhiệt thôi. Tần Hoan cũng biết là không cần phải so đo với những người này, kẻ đại gian ác thì đương nhiên cần phải trừng trị, thế nhưng kẻ cay nhiệt thì cũng không nên nuông chiều dung túng quá nhiều. Tính tình ngũ tỷ tỷ và lục tỷ tỷ đương nhiên đều không phải kẻ đại ác, thế nhưng sau này bọn họ cũng không phải sống cả đời ở tần phủ. Sau này rời khỏi tần phủ gà cho người khác rồi, cũng sẽ không gặp được ai khoan dung giống đại tẩu. Diêu Tâm Lan nghĩ đến chính mình, hốc mắt lại đỏ ửng lên. Phải, ở trong nhà mình dù có thế nào thì phụ mẫu cũng không nỡ chê trách, nhưng gả cho người ta rồi lại không giống thế nữa, cửu muội muội đúng là hiểu lý lẽ. Tần Hoan thấy Diêu Tâm Lan vừa đỏ mắt vừa thở dài, nàng an ủi. Đại tẩu đừng nghĩ nhiều quá, thuốc ta đưa tẩu cứ ăn đúng hạn, đến khi nào cơ thể khỏe mạnh lại rồi thì trong lòng cũng sẽ không rối loạn thế nữa, hai ngày này phải tĩnh dưỡng tránh suy nghĩ quá nhiều diều tâm lan gật đầu nắm chặt lấy tay tần hoan ta biết cửu muội muội yên tâm cũng may trong phủ này còn có cửu muội muội chịu khó trò chuyện với ta ta cũng muốn khỏi nhanh một chút không vì gì khác cả chỉ là vì hài tử trong bụng ta thôi nữ tử dù có yếu đuối đến đâu thì khi làm mẹ rồi cũng sẽ kiên cường tần hoan hơi cảm động mặc dù nàng chưa được làm mẹ thế nhưng năm đó dù phụ thân nhậm chức cao nhưng mẫu thân nàng vẫn hơi vất vả sau này bà còn tận tâm tận lực dạy dỗ sủng ái nàng. Nàng vốn tưởng rằng có thể an an ổn ổn chăm sóc cha mẹ đến già, nhưng không ngờ biến cố xảy ra khiến cho tất cả đều vỡ tan thành bọt khí. Mà phụ mẫu của cửu tiểu thư cũng cùng nhau qua đời từ 7 năm trước. Nghĩ như vậy là rất đúng, đại tẩu cũng phải vì hài tử mà giữ vững tinh thần, để cho bản thân khỏe mạnh lên. Diêu tâm lan gật đầu, ánh mắt lấp lánh. Nàng nhìn thoáng qua cửa phòng rồi khẽ nói. "Cửu muội muội, thuốc lúc giờ ngọ mang đến ta cũng không uống, muội nhìn xem, đều đổ vào chậu hoa kia rồi." Tần Hoan nhìn theo ánh mắt Diêu Tâm Lan, quả nhiên nhìn thấy ba chậu phong lan trên cửa sổ phía xa xa. Tần Hoan hít thở thật sâu. "Đại Tẩu đã tìm ra chứng cứ gì rồi?" Đáy mắt Diêu Tâm Lan tối sầm lại, nàng lắc đầu. "Đâu có dễ dàng như vậy, hiện tại ta chỉ có thể tự bảo vệ mình." cũng may là cửu muội muội biết y thuật lại còn lúc nào cũng có thể qua đây chăm sóc ta, nếu không ta thật sự không biết phải làm sao. Tần Hoan cụp mắt, Tần Phù thực sự phức tạp hơn so với nàng nghĩ nhiều. Nhìn bên ngoài Diêu Tâm Lan đã rất ốm yếu đáng thương rồi, nàng gả vào Tần phủ rồi lại bị người Tần phủ mưu hại, lẽ ra sự quan tâm lo lắng của phu quân và lão phu nhân sẽ là chỗ dựa cho nàng, thế nhưng không hiểu sao nàng lại không tin bọn họ vì thế nàng đành phải dựa vào một người có thể nói là người ngoài là cửu muội muội này cũng may cửu muội muội vừa tâm địa thiện lương vừa tinh thông y thuật nhưng sự việc chỉ đơn giản như vậy sao tần hoan cảm thấy bản thân mình đã đi đến một con đường tràn ngập sương mù vừa dính phải một việc chẳng liên quan gì đến mình lại vừa phải giúp diêu tâm lan một tay đi điều tra sự tình tần hoan thoáng do dự rồi ngước mắt lên nói vì sao đại tàu không nói cho đại ca biết đại ca và đại tẩu tình sâu nghĩa nặng, nếu đại ca biết có người muốn mưu hại hài tử của huynh ấy thì đương nhiên sẽ đi điều tra. Chỉ còn ba tháng nữa là đại tẩu lâm bồn rồi, trong ba tháng này nếu người đó tiếp tục xuống tay với đại tẩu thì biết làm thế nào? Người đó núp trong bóng tối nên đại tẩu sẽ khó lòng phòng bị. Vẻ mặt diêu tâm lan vô cùng đau khổ. Cửu muội muội ta kỳ thật ta cũng đã nói với sâm ca một lần, thế nhưng sâm ca chàng không tin ta, ta. Ta hơi thất vọng, sau đó ta lại nghĩ, những người trong tần phủ này đều là người thân của chàng, đều là máu mù tình thâm, ta mặc dù là thê tử của chàng thế nhưng, ta rốt cuộc cũng chỉ là người ngoài. Nói ra thì lão phu nhân và phu nhân đều cực kỳ quan tâm ta, xâm ca cũng từ việc lớn đến việc nhỏ đều thương tiếc ta, ta cũng không phân biệt được rõ cuối cùng là ai muốn hại ta, ta. Diều tâm lan cúi đầu, nước mắt tràn mi. Ta yêu chàng, nên không muốn làm chàng khó xử. Tần Hoan nhíu chặt lông mày, trên mặt diêu tâm lan tràn đầy tình cảm chân thành. Thế nhưng nàng và Tần Sâm là phu thê, xảy ra chuyện lớn như vật Tần Sâm lại không làm, vậy thì kẻ làm phu quân như hắn có tác dụng gì? Tần Hoan cảm thấy rất bức bối khó chịu, nhìn dáng vẻ khóc lóc yếu ớt của Diêu Tâm Lan lại không biết phải khuyên nhủ như thế nào nên đành phải nuốt hết những lời định nói xuống, nàng mấp máy môi rồi thở dài nói. Vậy thì nghe theo ý đại tẩu. Diêu tâm lan lau nước mắt rồi ho khẽ mấy tiếng, thấy nàng như vậy càng ốm yếu đáng thương. Trong lòng tần hoan nặng trĩu chỉ biết nắm lấy tay diêu tâm lan im lặng không nói gì nữa. Tần hoan không khuyên nhủ nữa, diêu tâm lan cũng bình tĩnh lại, nàng chậm rãi lau nước mắt rồi nhìn vô định ra cửa sổ ở phía xa, vẻ mặt tuổi thân đau khổ cũng dần dần biến thành ngơ ngẩn Chỉ chớp mắt sau, bàn tay nàng vừa lau nước mắt cũng hạ xuống cứ ngồi ngây ngẩn như thế giống như một tượng gỗ vô tri vô giác. Tần Hoan hơi lo lắng, nhìn dáng vẻ này rất giống một người sắp sửa bi thương đến chết. Nếu cứ mãi như vậy sẽ cực kỳ bất lợi đối với bệnh tình của nàng. Tần Hoan vội vàng nhéo nhéo bàn tay nàng. Đại tẩu. Diêu tâm lan từ từ quay đầu lại, đôi mắt mờ mịt vô hồn dần dần có ánh sáng. Nàng khẽ nhếch môi, nở một nụ cười vừa ngây ngô vừa tiểu tụy hỏi Tần Hoan cửu muội muội gặp ngũ muội muội ở ngoài kia rồi hả? Giọng nói Diêu Tâm Lan rất ấm áp dịu dàng, thế nhưng nhìn nụ cười ngây ngô trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, Tần Hoan chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Chương 57, đừng đi lung tung. Trong nhà đại tổ muội có vài người bị bệnh điên. Ngoại tổ mẫu và tỷ tỷ nàng đều phát điên mà chết. Trước khi đại hôn đã có đại phu nói qua, nói đại tổ ngươi có khả năng cũng sẽ bị trước mặt tần hoan là khuôn mặt ốm yếu kèm theo nụ cười khờ dại của diêu tâm lan trong đầu nàng hồi tưởng lại những câu nói của tần sâm vâng đã gặp ngũ tỷ tỷ rồi tần hoan cứng người nàng trả lời một câu rồi thấy diêu tâm lan thở dài tính tình ngũ muội muội chính là như vậy mặc dù nó là nữ nhi dòng chính thế nhưng tóm lại muội đừng so đo với nó nó và lục muội muội cũng không phải người độc ác khí lạnh lại tràn ra từ gan bàn chân tần hoan nhìn ánh mắt chân thành của diêu tâm lan nàng mím môi một cái rồi cầm lấy cổ tay diêu tâm lan diêu tâm lan hơi bất ngờ nhưng sau đó lại cười khẽ cửu muội muội quan tâm đến sức khỏe của ta đa tạ cửu muội muội tần hoan tập trung tinh thần cẩn thận xem xét mạch tượng của diêu tâm lan có thể là vẻ mặt tần hoan quá nghiêm trọng nên diêu tâm lan cũng lo lắng hẳn lên cửu muội muội thế nào rồi Tần Hoan chờ một lúc mới rút tay lại, lắc đầu, vẫn là bệnh cũ thôi. Uống thuốc theo đơn ta kê thêm hai ngày nữa là được. Đại Tẩu đã có thai bảy tháng rồi, không thể nằm lâu. Chờ sau khi cơ thể thấy khỏe lên rồi thì phải chăm đi đi lại lại cho thông máu. Hai ngày nay cũng không được khóc lóc, không được tắm rửa, kiêng ăn thức ăn nguội, ăn nhiều cơm hơn. Diêu Tâm Lan ghi nhớ từng cái một. Tần Hoan hơi trầm ngâm rồi lại nói nếu như đại tàu đột nhiên cảm thấy hoảng sợ hay tim đập nhanh, kèm theo đau bụng nặng nề thì ngay lập tức phải bảo mặc thư đến nói cho ta biết. Ngoài ra, nếu cảm thấy nóng ruột, hít thở không thông, đầy hơi chướng bụng cũng phải để cho ta biết. Hiện tại hài nhi trong bụng đại tàu đã hình thành xương cốt nên không nhẹ nhàng như trước đây nữa. Mấy ngày nay đại tàu đừng nghĩ ngợi lo lắng gì, cứ để cho tâm trạng thoải mái khoan thai, nếu không ta điều trị lại phản tác dụng thoáng dừng lại nàng nói ngày mai ta mang ít thuốc an thần đến cho đại tẩu diêu tâm lan cảm kích được 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 ta nhớ kỹ cả rồi tần hoan hơi lo lắng đại tẩu chắc chắn đã nhớ hết rồi diêu tâm lan khẽ cười nàng thở hắt ra nhớ rồi nhớ rồi vì hài nhi của ta ta cũng phải nghĩ đến những chuyện vui vẻ nhiều hơn vừa nói diêu tâm lan vừa sờ sờ lên cái bụng tròn căng của mình với vẻ mặt tràn đầy yêu thương tần hoan dặn dò thêm vài câu nàng thấy trời không còn sớm nữa liền đứng dậy cáo từ diêu tâm lan vẫn lưu luyến không rời nhưng tần hoan nói nàng phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng lúc này nàng mới ngoan ngoãn uống thuốc rồi nằm xuống tần hoan bước chậm rãi ra khỏi phòng trong đầu nàng rất rối loạn nàng không hiểu vì sao vừa rồi đầu óc diêu tâm lan lại thay đổi như thế nàng đã bắt mạch nhưng vẫn phát hiện ra bệnh gì cũng có thể do diêu tâm lan vừa bị xuất huyết nên tâm thần mới trở nên hỗn loạn. Trước đến nay nàng vẫn chưa đặc biệt nghiên cứu về bệnh điên, chỉ có đọc qua những ghi chép liên quan đến bệnh này trong sách mà thôi, cũng như chưa bao giờ gặp ai bị bệnh này. Gia tộc Diêu Tâm Lan có tiền sử bệnh điên chắc chắn là thật, mà nếu như thực sự Diêu Tâm Lan có triệu chứng bệnh điên thì lời nàng ta nói chưa chắc đã đáng tin. Thế nhưng xạ hương và đương quy là ai bỏ vào trong thuốc? tần hoan lắc lắc đầu cảm thấy cả tần phủ lẫn lâm phong viện đều là một bãi nước đục không nhìn được xuống đáy cửa muội muội sao đi lâu như vậy vừa ra đến cửa giọng nói tần lệ đã vang lên tần hoan ngước mắt nhìn tần lệ vẫn đang ngắm miếng bạch ngọc treo thắt lưng kia phục linh bên cạnh đang ôm hai sấp tơ lụa nhìn tần lệ vẻ mặt rất căng thẳng hiển nhiên là phục linh không ưa gì hắn chẳng phải nhị ca cũng chọn lễ vật rất lâu sao Tần Hoan đi lướt qua, nàng không muốn nói nhiều với hắn nên định trực tiếp đi ra cửa. Thế nhưng Tần Lệ đuổi theo chặn đường, không phải nhị ca chọn lễ vật lâu, là ta cố tình ở đây chờ Cửu Muội Muội. Tần Hoan nhíu mày, khóe môi Phục Linh cũng co giật, Tần Lệ nhìn lên bầu trời đang tối dần, trời sắp tối rồi, một mình Cửu Muội Muội đi về Đinh Lan Uyển làm nhị ca hơi lo lắng. Để nhị ca tiễn Cửu Muội Muội về. Phục Linh định nói lại thôi nàng rốt cuộc cũng chỉ là một nha hoàn nên không dám tranh luận cùng thiếu gia. Tần Hoan khẽ cười, một khi đã như vậy thì đành làm phiền nhị ca. Tần Lệ sừng sốt, hắn vốn tưởng rằng Tần Hoan nhất định sẽ lạnh lùng từ chối, không ngờ nàng lại đồng ý mà không chút do dự. Hắn cười to rồi tiến lên hai bước sóng vai đi chung với Tần Hoan. Y thuật của cửu muội muội thật kinh người, không ai có thể ngờ được. Căn bản ta không muốn để lộ ra, nhưng cuối cùng vẫn không thể cứ thế trốn ở Tây Hậu Viện sống qua ngày. Tần Hoan nói thẳng thừng khiến cho ánh mắt Tần Lệ sáng lên, cửu muội muội nhảy xuống hồ một cái xong tỉnh ngộ luôn rồi à. Tần Hoan quay lại, ánh mắt nàng sắc bén quét về phía Tần Lệ, nàng thấy trong mắt hắn vừa muốn trêu ghẹo nàng mà vừa hiếu kỳ chứ không có chút hung ác nào. Trong lòng nàng lại mờ mịt, nàng cười trừ, đã chết hụt một lần rồi, đương nhiên không muốn chết thêm lần nữa. Câu nói này rất hợp với tâm tình của Tần Hoan, vô tình làm cho người ta cảm thấy rất thê lương. Tần Lệ nghe thấy thế liền thất thần, vẻ cợt nhà trên mặt cũng phai đi không ít, nhưng sự dò xét trong mắt lại tăng lên, không muốn chết thêm lần nữa, cho nên cửu muội muội mới đi đến rừng trúc. Tần Lệ hơi ngừng lại rồi nghiêng người ghé sát vào Tần Hoan, trong rừng trúc có cái gì hấp dẫn cửu muội muội? Tần Hoan dứt khoát đứng hẳn lại, Vậy vì sao nhị ca lại đi theo ta vào rừng trúc? Tần Lệ đứng thẳng người lên, bàn tay trong vô thức sờ lên cổ mình, đương nhiên là tò mò xem xem cửu muội muội muốn làm cái gì. "Ô, oh, ta cũng chỉ tò mò xem trong rừng trúc có cái gì thôi." Tần Lệ nheo mắt, bỗng nhiên thần thần bí bí nói, "Cửu muội muội tốt nhất đừng tò mò." Thấy sắc mặt Tần Hoan bình tĩnh, hắn lại cười gian xảo rồi nói khẽ, "Trong rừng trúc có cái gì á?" À? đương nhiên là có quỷ rồi khuôn mặt hắn bình thường đã mang theo ý cười rồi cộng thêm giọng nói ra vẻ hoảng sợ tự dưng khiến cho người ta lạnh sống lưng tần hoan ngước mắt lên định phản bác nhưng hắn lại nhìn liếc mắt về phía sau lưng nàng nói đã đến đinh lan uyển rồi cửu muội muội quay về đi hắn hơi ngừng lại rồi lại dùng giọng âm trầm nói tối rồi đừng có đi lung tung nói dứt lời hắn liền vòng qua người tần hoan mà rời đi Tần Hoan đứng ngớ người, Phục Linh bên cạnh cũng hơi kinh ngạc, nàng bước lên trước hai bước, tiểu thư, vừa rồi nhị công tử nói thế là có ý gì? Lần trước người nhìn thấy gì trong rừng trúc vậy? Phục Linh lo lắng nắm chặt lấy tay Tần Hoan, Tần Hoan cầm ngược lại rồi kéo Phục Linh vào trong đinh lan huyền. Phục Linh, trước đến giờ nhị ca là người như thế nào? Phục Linh nghe thấy thế liền bĩu môi, tức giận nói, nhị công tử suốt ngày chơi bời lêu lồng, Mỗi lần gặp chúng ta đều phải trêu chọc mới vừa lòng. Hắn còn sờ mặt Nô Tỳ một lần, cũng không tôn trọng tiểu thư chút nào. Có lần hắn còn nói muốn xin Nô Tỳ qua hầu hạ hắn, Nô Tỳ mỗi lần thấy nhị công tử đều kinh hồn bạt vía, Nô Tỳ đã theo tiểu thư từ nhỏ, chỉ sợ bị hắn cướp đi mất. Tần Hoan híp mắt lại, nàng cố ý thăm dò Tần Lệ. Nhưng ngay tại lúc nàng cảm thấy tần lệ không hề có ác ý gì với nàng thì hắn lại nói mấy câu trả đầu trả đuôi. Trong rừng trúc có quỷ, trời tối rồi đừng đi lung tung, có vẻ như là không muốn để nàng đến rừng trúc. Tần hoan đi vào nhà, bàn tay theo bản năng tóm lấy túi trong tay áo. Túi trong tay áo nàng nặng trịch, chính là tố vấn châm và hàn nguyệt mà yến chỉ cho nàng. Nàng nắm chặt lấy hàn nguyệt ở cách bàn tay nàng một lớp vải, một lúc sau nàng mới ổn định lại được những suy nghĩ rối loạn do tần lệ gây ra. Lúc đó cũng đã cách nhiều ngày rồi, trong rừng trúc chắc chắn không lưu lại chứng cứ xác đáng gì. Thế nhưng cửu tiểu thư chết chắc chắn có liên quan đến rừng trúc, nàng bị giết chết trong rừng. Đêm hôm đó rốt cuộc là vì cái gì cửu tiểu thư mới đi vào trong đó. Nghi vấn trong lòng tần hoan mọc lên như cỏ dại sau mưa nàng chỉ hận không thể tranh thủ lúc trời tối mà đến rừng trúc lần nữa. Nhưng hiện tại nàng đã đổi chỗ ở, cách xa rừng trúc hơn, nếu giờ cứ đi thì rất dễ bị người trong phủ nhìn thấy, nhất định sẽ lại gây ra sóng gió. Tiểu thư, đừng suy nghĩ mấy câu nhị công tử nói, hắn suốt ngày làm nhảm trả ra làm sao cả, chúng ta phải tránh xa hắn ra mới được. Tiểu thư, mau đến nhìn xem, Phục Linh đặt hai sấp lụa lên giường nhỏ trước mặt tần hoan. Người xem này, đây là bích la thanh thượng hạng của cầm tú phường ở Kinh Thành, chỉ có hai sấp này thôi. Ngũ tiểu thư và lục tiểu thư không thích màu xanh nên ta lấy cái này cho người. Phục Linh nói làm tần hoan tỉnh hồn lại, nàng quay đầu nhìn thì thấy hai sấp vải giống như hai dạng mây xanh thảm rơi trên giường. Tần hoan tiến lên, nghe tiếng Phục Linh tiếc núi, kỳ thật nô tỳ còn muốn lấy một sấp tiêu hồng sa nữa, tiêu hồng sa rất hiếm. Hơn nữa tiểu thư không có bộ y phục nào màu sắc nổi bật cả, đáng tiếc, chỉ có một sắp bị ngũ tiểu thư cầm đi rồi. Phục Linh càng nói càng hăng say, nghe nói màu đỏ của tiêu hồng sa được nhuộm từ cây vân sam trên đỉnh cao nguyên ở sóc Tây, sắc đỏ như lửa, được cầm tú phường chuyên dùng để làm giá y và lễ phục cho các tiểu thư quý tộc, chỉ một bộ y phục thôi cũng giá trị ngàn vàng. Bàn nãy mama mang dương đồ vào còn nói là tiêu hồng sa sẽ không bao giờ bị lấm bẩn, chỉ chứ khi bị mực tùng yên dính vào dính vào sẽ biến thành màu đen không có cách nào giặt trôi được cho nên lần này đồ mang đến đây đều phải tách riêng ra với đồ văn phòng tứ bảo của lão gia và thiếu gia tần hoan nheo mắt nhìn phục linh nói em nói là tiêu hồng sa được dùng làm giá y phục linh không hề phát hiện tần hoan vừa hỏi có ý gì phải rồi tiểu thư nhưng một bộ giá y phải dùng đến mấy xấp tiêu hồng sa mới đủ hôm nay lại chỉ có một sấp duy nhất đã bị ngũ tiểu thư mang đi rồi. Nói như vậy, giá y của Tống Nhu cũng được làm từ tiêu hồng xa. Tần Hoan khẽ lầm bẩm đáy mắt là cả một bóng tối sâu thẳm không thể xóa nhòa. Đêm đó dấu vết lưu lại trên bộ giá y của xác chết không đầu đó không phải là vết rêu, mà là vết mực. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 58, cầu cứu cao nhân. Hoác Ninh cả người ướt sũng mồ hôi lạnh đi ra từ trong Nghĩa Trang. Trời đã tối đen, bên trong Nghĩa Trang gió lạnh thổi vào từng cơn, hắn không muốn ở lại chỗ này thêm một giây phút nào nữa. Vì để đảm bảo thi thể Tống Nhu không bị thối giữa quá nhanh, bên trong Nghĩa Trang sơ sài để đầy khối băng. Mặc dù như vậy nhưng cũng đã trôi qua mấy ngày rồi, trong sảnh đường chỗ Tống Nhu nằm tràn ngập mùi thối. Quẹ, thật sự là chịu không nổi, quá ghê tờm hoắc ninh phủi phủi ống tay giống như muốn phủi sạch mùi xác thối từ trên người xuống vậy phi tuyền và nam phong là hai tên sai vặt của hắn một người cầm hương hoàn một người cầm quạt hai người vừa sông hương vừa quạt vẻ mặt đều rất đau lòng phi tuyền và nam phong đều là danh cầm từ thượng cổ hoắc ninh thích mấy chuyện phong nhã nên cũng rất thích đánh đàn người hầu bên cạnh đều dùng tên của đàn để đặt hắn còn có hai nha đầu thiếp thân nữa một người tên Độc U, một người tên Lục Khởi. Công tử quá vất vả rồi, lại còn đặc biệt chạy đến đây một chuyến. Nếu để phu nhân biết thì chắc chắn sẽ đau lòng chết đi sống lại. Công tử, chúng ta mau về phủ đi, bảo Lục Khởi hầu hạ công tử tắm rửa, sau đó lại uống một chén canh bổ tỳ tiêu ầm mà Độc U nấu. Giọng nói Phi Tuyền cực kỳ gấp gáp, hắn đau lòng hoắc Ninh là thật, nhưng bản thân hắn sợ hãi cũng là thật hắn đã cố hết sức không nhìn về phía thi thể kia, thế nhưng chỉ vô tình quét mắt đến vài lần thôi cũng khiến hắn hồn vía lên mây. Chỗ này thực sự là hắn không muốn ở lại thêm một giây phút nào nữa, cũng không biết công tử nhà hắn bị làm sao, tự nhiên lại quan tâm đến vụ án của lão gia. Hoác Ninh ho nhẹ hai tiếng, đẩy hương hoàn trên tay phi tuyển ra, để xa ra. Cái này là các tỉ muội trong xuân hương lâu hay dùng, người sông ta làm gì? Phi tuyền cười khổ, công tử của ta ơi, mùi trên người ngài bây giờ chỉ có cái này mới át mùi đi được thôi. Mùi này hơi nồng nặc thế nhưng ít ra thì vẫn không mạnh bằng mùi trên người ngài. Hoác Ninh vốn là bị mùi xác thối xông lên khiến hắn đầu váng mắt hoa, hiện tại lại người thấy mùi phấn hương nồng nặc cay mũi, lập tức khuấy động dịch vị trong dạ dày hắn muốn trào ra ngoài. Hắn trợn mắt nhìn phi tuyền, công tử nhà ngươi là nam nhân đội trời đạp đất, Dùng cái này làm gì?" Cút. Nói xong hắn tiến lên trước mấy bước, không rời đi hẳn mà chỉ đứng đó nhìn mấy con phố dài ở phía xa. Phi Tuyền hậm hực cất hương hoàn đi, Nam Phong ở bên cạnh cũng đi theo Hoắc Ninh lên phía trước nhìn xung quanh, "Công tử đang chờ cái gì thế? Giờ chờ đã tối rồi, chúng ta không về phủ à?" Hoắc Ninh hừ lạnh, "Ta phải đợi người." Nam Phong và Phi Tuyền quay sang nhìn nhau, Nam Phong hơi kinh ngạc nói: công tử phải đợi ai? Ta muốn đợi từ hà, ta đã nói qua với hắn rồi, hôm nay hắn phải qua đây để nghiệm thi lại một lần nữa. Nam Phong và Phi Tuyền đều cực kỳ kinh hãi, Phi Tuyền lắp bắp, công tử ơi, ngài, ngài muốn học từ ngỗ tác nghiệm thi. Công tử, lão gia có biết chuyện này không? Phu nhân có biết không? Hoác Ninh hất hàm, mẫu thân không cần biết công việc bên ngoài của nam nhân, còn chỗ phụ thân, chờ ta thu được kết quả rồi mới nói cho ông ấy biết là được rồi nói xong hoắc ninh lại trợn mắt hai người các ngươi bịt chặt miệng vào cho ta phi tuyền và nam phong mím chặt môi mặt như đưa đám đáp lời vừa nói xong thì ở phía cuối con phố dài có một bóng người nhỏ gầy chậm rãi xuất hiện vóc người từ hà thuộc loại trung bình người rất gầy gầy y như cây trúc đang treo lủng lẳng một cái thùng đồ nghỉ bên hông nhìn hắn bước đi cực kỳ khó nhọc hoác ninh nhìn từ hà lông mày nhíu chặt lại từ nửa năm trước sau khi lão ngỗ tác giả của phủ nha chi phủ chết vì bệnh nên phải dùng đến ngỗ tác mới này Ngỗ tác mới này trước đây chỉ là một tên sai vặt trong huyện nha nhỏ bé nào đó ở cầm châu nghe nói chỉ mới làm được vài vụ án huống chi nhìn dáng vẻ chỉ đeo dương bước đi thôi mà đã thở không ra hơi thế kia chắc chắn là một kẻ không đáng tin hoác ninh thở dài nhưng cũng không còn cách nào khác mỗ tác vốn là nghề thấp hèn mà lại là nghề phải dựa vào kỹ thuật và kinh nghiệm để kiếm cơm từ hà còn trẻ tuổi như vậy lại chưa tiếp xúc với án mạng nhiều nghĩ thôi cũng biết trình độ đến đâu rồi nếu như lão mộ tác kia không bệnh chết thì tốt rồi hoác ninh vẫn còn mải suy nghĩ lung tung thì từ hà đã thở hồng hộc chạy đến công tử tiểu nhân tiểu nhân đến rồi Hoác Ninh hơi không kiên nhẫn lườm hắn một cái rồi khẽ hất hàm, "Sao ngươi đến muộn vậy?" Từ Hà khom người xuống cười lấy lòng, "Chiều nay tiểu nhân sắp xếp lại công văn cũ của phủ nha nên giờ mới đến muộn." "Công tử, hiện tại liền bắt đầu nghiệm thi sao?" Hoác Ninh thở dài, quay đầu lại nhìn thoáng qua nghĩa trang u ám phía sau, thật sự rất không muốn bước vào. "Ngươi đi vào nghiệm, ta ở ngoài này chờ." Từ Hà nghe thấy thế thì khóe môi cũng co giật bây giờ trời đã tối rồi. Bên trong mặc dù đã thắp đèn thế nhưng để hắn một mình ở bên trong cũng hơi sợ hãi. Nghĩ đến đây trong đầu Từ Hà lại xẹt qua một bóng dáng. Bóng dáng kia còn nhỏ bé yếu ớt hơn so với hắn nhưng lại ung dung chấn định đứng phanh ngực mở bụng thi thể ra. Từ Hà ưỡn ngực, được, xin công tử chờ chút. Nói xong Từ Hà tiến vào sảnh chính sáng lờ mờ. Hoác Ninh nhấn mày, thú vị đấy, nhìn gầy gầy yếu yếu, yếu sợ hãi rụt rè thế kia mà lá gan cũng không nhỏ. Phi tuyền thở dài, công tử, người ta là ngộ tác, đây chính là công việc của hắn, bọn hắn gặp người chết, có khi còn nhiều hơn người sống, thi thể trắng bóng trong mắt bọn hắn có khác nào miếng thịt heo đâu, làm gì có chuyện sợ hãi. Hoác Ninh giơ chân đá một cái về hướng phi tuyền, nói sẵn bậy cái gì. Chỉ cách có bức tường thôi mà ngươi dám so sánh người chết với thịt heo, coi chừng buổi đêm người ta đến tìm ngươi. Vừa nói xong Hoác Ninh lại cắn chặt răng nuốt cơn buồn nôn trong bụng xuống. Phi Tuyền bị Hoác Ninh chọc cho hoảng sợ, một tay tự bịt miệng mình rồi liên tục khom lưng bái về hướng sảnh bên trong, tiểu nhân sai rồi, tiểu nhân nhận sai, tiểu nhân không nên nói rằng nói bậy, đừng có tìm ta đừng có tìm ta. Hoác Ninh không thèm để ý đến Phi Tuyền, hắn nhìn Nam Phong, người đi xem từ ngỗ tác đang làm cái gì. Nam Phong cực kỳ không tình nguyện, nhưng ánh mắt sắc như dao găm của Hoắc Ninh quét một cái về phía hắn, hắn đành phải đi vào trong xem xét. Nam Phong đi nhanh, quay về còn nhanh hơn, vừa ra khỏi cửa đã há hốc mồm ra thở dốc, sau đó mới nói, đang vẩy thuốc, hiện tại mùi thối bên trong đã nhạt đi nhiều rồi, ta thấy từ ngỗ tác đã bày hết dụng cụ ra rồi, công tử, nhìn rất có hy vọng. Hoan Ninh gật đầu, không tệ, trung quy lại nha môn cũng không phí công bồi dưỡng hắn. Nam Phong cầm quạt ve vẩy không ngừng, ba người đứng ở cửa nghĩa trang, sắc mặt không giống nhau cùng nhìn về tia sáng cuối cùng khuất xuống dưới đường chân trời. Chưa đến nửa canh giờ sau, có tiếng bước chân đi từ bên trong ra. Phi tuyển và Nam Phong giật mình, vội vàng quay đầu nhìn lại liền thấy từ hà sắc mặt trắng bạch sách thùng đi ra. Hoác Ninh vội hỏi, thế nào rồi? có thể tra ra manh mối mới không? Đêm đầu thu xe lạnh, từ hà lau mồ hôi lạnh trên chán, vẻ mặt đau khổ. Công tử, trên cơ bản vẫn là, ừm, vẫn là giống ngày trước, thời gian tử vong là năm ngày trước, nguyên nhân chết là. Đủ rồi đủ rồi, Hoác Ninh phất tay cắt lời hắn, bản nghiệm trạng của ngươi tự ta đã xem qua không dưới một trăm lần rồi. Thế nhưng những điều viết trong đó thì người ngoài cũng có thể nhìn được ra không tìm thấy đầu của Tống Tiểu Thư, nên đương nhiên đây là nguyên nhân chết. Thời gian chết đương nhiên cũng chính là hôm nàng ta đến thành Cẩm Châu. Người nói người được học chuyên môn trong lĩnh vực mộ tác thế nhưng người cũng không tìm ra được điều gì có ích cho vụ án à. Hoác Ninh cực kỳ mất kiên nhẫn, bao lâu nay đây là lần đầu tiên hắn chuyên tâm vào một công việc đến thế, thế nhưng nghiên cứu nhiều ngày cũng không có kết quả, điều này khiến cho hắn vô cùng thất bại và sốt ruột khuôn mặt từ hà có vẻ hổ thẹn nhưng hắn vẫn không nhanh không chậm nói tiếp do tiểu nhân học nghệ không tinh công tử đừng tức giận hoác ninh vốn đang bực mình rồi nhìn thấy dáng vẻ này của từ hà khiến hắn càng bừng lửa giận vụ án xảy ra đã được 5 ngày ngoài những điều tất cả mọi người đều biết đến này thì phủ nha cũng không tìm ra được điểm đặc biệt nào nữa cả dù sao cũng vẫn phải tìm thấy đầu của tống tiểu thư nếu như người của Tống Quốc Công Phủ đến trách cứ chi phủ đại nhân thì kẻ bị phạt nặng đầu tiên chính là ngươi. Người thân là một mỗ tác mà gần như chẳng làm ra được trò chống gì, thật sự không biết phải dùng ngươi như thế nào. Hoác Ninh thở hổn hển, dáng vẻ giống như đang giận cá chém thớt lên Từ Hà. Thế nhưng Từ Hà vừa nghe vừa tự hổ thẹn, hắn chỉ khiêm tốn gật đầu. Thái độ đó ngược lại lại khiến cho Hoác Ninh có cảm giác bất lực như đấm vào bị bông ngay trong lúc hắn cực kỳ ảo não đến mức lười phải mắng chửi người thì bỗng nhiên từ hà ngẩng đầu lên công tử muốn phá án này có lẽ phải mời một vị cao nhân đến hỗ trợ hoác ninh sửng sốt cao nhân gì cơ ánh mắt từ hà hơi lóe sáng hắn vội cúi đầu xuống nhạc quỳnh và hoác hoài tín đã dặn dò rồi không được phép tiết lộ chuyện tần hoan nghiệm thi thế nhưng đối mặt với hoác ninh để phá được án nên hắn lại nói ra song lời này lại không thể nói rõ ràng ra được, có mời hay không, người ta có giúp hay không thì cũng không phải do hắn quyết định. Nhưng nếu như không thử thì chỉ sợ án này 10 ngày nửa tháng cũng chẳng có tiến triển gì. Từ hà hít thở sâu rồi cẩn thận nói, trong thành Cẩm Châu có một vị cao nhân biết nghiệm thi, chi phủ đại nhân biết người này. Nếu công tử nóng lòng muốn phá án thì chi bằng về hỏi chi phủ đại nhân xem hoác ninh nghe thấy thế ánh mắt lập tức sáng trưng từ hà hành nghề ngộ tác nên đương nhiên biết một vài tin tức về những lão ngộ tác ở ẩn lánh đời hắn cho mày hừ lạnh sao từ đầu ngươi không nói sớm hoác ninh vừa nói xong thì ngay lập tức dẫn hai tên sai vặt đi lên con phố dài từ hà đứng dưới trận gió lạnh trước cửa nghĩa trang thở phào một hơi lúc hắn ra vào hậu trạch của chi phủ có nghe thấy ít nhiều lời đồn đại cửu tiểu thư tần phu nhầy hồ tự vẫn vì hoắc ninh nếu vị đại công tử tâm cao khí ngạo này biết cao nhân chính là cửu cô nương Tân phu thì không biết sẽ có biểu cảm như thế nào chương 59, vui lòng giúp đỡ phụ thân hoắc ninh trực tiếp xông vào trong thư phòng của hoắc hoài tín trên đầu hắn đầy mồ hôi phụ thân chúng ta cần một vị ngỗ tác giả nhiều kinh nghiệm Hoác hoài tín ngồi trên thư án ngước mắt lên, vẫn giật mình chưa kịp phản ứng. Cái gì? Hoác ninh thở dốc. Từ hà nói người biết trong thành Cẩm châu có một vị ngỗ tác cao nhân rất lợi hại nên bảo con đến hỏi người. Phụ thân, nếu như người biết thì vì sao không mời người đó đến nghiệm thi? Vẻ mặt hoác hoài tín dần dần hiểu ra, ông khịt khịt mũi. Trên người ngươi có mùi gì? Chỉ ngửi hai lần, lông mày hoác hoài tín đã cau lại. Ngươi đến nghĩa trang. Hoác Ninh lau mồ hôi chảy từng dòng trên mặt. Đã năm ngày rồi, mặc dù biết nguyên nhân Tống Tiểu Thư chết thế nhưng lại không biết nàng ta bị giết như thế nào, cũng không tìm thấy hung khí, càng không tìm thấy đầu của Tống Tiểu Thư. Phụ thân, thấy người sốt ruột thì nhi tử cũng lo lắng, cho nên vừa rồi mới đến Nghĩa Trang, còn gọi từ Hà đến để hắn nghiệm thi lại một lần nữa. Hoác Hoài Tín hơi sững sờ, rồi sau đó đứng dậy quan sát Hoắc Ninh, đáy mắt ông sáng dần lên. Ninh Nhi à, ngươi! Ngươi đúng là đã tiến bộ rồi, phụ thân rất vui mừng. Hoác Ninh tuyết miệng cười. Cho nên, phụ thân người thực sự là quen biết một vị ngỗ tác cao nhân sao? Ánh mắt Hoác Hoài Tín lóe lên, trong đầu lướt qua hình ảnh của Tần Hoan. Nhìn đến dáng vẻ vội vàng của Hoác Ninh, ông ho nhẹ một tiếng rồi nói. Biết thì biết, có điều, có điều không tiện mời lắm. Không tiện mời là sao? Là ở ẩn không muốn đồng thủ lần nữa hay là muốn tiền? Hoác Ninh hỏi trực tiếp khiến Hoác Hoài Tín không biết phải trả lời thế nào. Thân phận của Tần Hoan xác thực là không nên dính vào mấy chuyện hình mục nhiệm thi, mà hiện tại nàng cực kỳ thân cận với An Dương Hầu Phủ. Cho dù có muốn mời Tần Hoan thì cũng phải đến hỏi ý của An Dương Hầu Phủ. Không phải không muốn đồng thủ, cũng không phải tiền bạc, mà là... Hoác Hoài Tín hơi khó xử, ông nhăn mày bước từ phía trong án thư ra ngoài. Thế thì vì sao? Án tử lờ này khó khăn như thế, nếu người đó biết nghiệm thi thì đương nhiên cũng hành nghề ngỗ tác, muốn tiền thì chúng ta trả thù lao là được, còn nếu muốn cái khác thì chúng ta có thể nghĩ cách. Để phá được án thì dù sao cũng phải thử một lần, huống chi người đó cũng sẽ cảm thấy bất công nếu nhìn thấy người khác chết oan uổng lại không tìm ra hung thủ. Mục đích tồn tại của ngỗ tác chính là để tra ra chân tướng của các vụ án mạng. Thế nhưng nếu giống như lời nói của Hoắc Ninh, Người được mời này chỉ đơn giản là một vị mộ tác già lánh đời thì cũng thôi đi, đằng này lại là. Không đơn giản như vậy, thân phận người đó cao quý, lại cũng không phải là ngỗ tác. Ủa? Hoác Ninh hơi do dự. Không phải là ngỗ tác nhưng lại biết nghiệm thi. Hoác Ninh suy nghĩ một chút rồi tiếp tục nói. Ngay cả khó mời thì phụ thân cũng phải thử một lần, biết đâu chúng ta lại mời được. Nếu như không tiện để người khác biết thì phụ thân đi an bài một chút là được vì án tử của Tống Nhu nên liên tiếp mấy ngày nay Hoác Hoài Tín ăn ngủ không yên, trong lòng vốn đã hơi có ý định này rồi, hiện tại Hoác Ninh lại nhắc đến khiến cho ông hơi động tâm, có điều. Hoác Hoài Tín quay sang nhìn Hoác Ninh, có nên nói cho hắn vị cao nhân kia chính là tần cửu cô nương không nhỉ? Làm sao vậy? Phụ thân còn do dự gì? Hoác Hoài Tín không còn do dự gì nữa, khóe môi ông khẽ mấp máy. Người cũng biết, Hoác Ninh cảm thấy ánh mắt Hoác Hoài Tín hơi kỳ quái, thế nhưng kỳ quái thế nào lại không nói ra được. Hắn đang muốn hỏi lại thì Hoác Hoài Tín đã quay đầu đi. Chuyện này để ta đi an bài, ngươi không cần phải quản. Hoác Ninh cảm thấy yên tâm hơn, hắn biết Hoác Hoài Tín sẽ đi mời vị cao nhân kia, thế nhưng hắn lại hiếu kỳ. Phụ thân, người nói vị cao nhân đó rốt cuộc là ai? Hoác Hoài Tín khẽ nhớn mày, bỗng nhiên nói hai hôm trước ta bảo mẫu thân ngươi đến tần phủ một chuyến. Hoác Ninh sừng sốt, không biết tại sao đột nhiên Hoác Hoài Tín lại nhắc đến việc này. Nói đến tần phủ, ngay lập tức Hoác Ninh nghĩ đến tần hoan, sắc mặt hắn rất khó chịu. Mẫu thân đến tần phủ làm gì? Hải Nhi nhớ rõ từ trước đến nay mẫu thân rất không vừa mắt tần phủ. Hoác Hoài Tín nghe câu này liền lắc đầu. Thôi, ta đến An Dương Hầu Phủ, chuyện này ngươi đừng xen vào, Nói xong ông gọi gã sai vặt vào dặn dò hắn chuẩn bị xe. Trong lòng Hoác Ninh tràn đầy nghi vấn. Phụ thân, con đi chung với ngài. Hoác Hoài Tín lắc đầu. Trời tối rồi, người ở yên trong nhà đi. Ông dứt lời thì cũng đã mặc xong áo khoác đi ra ngoài. Hoác Ninh đứng chết chân tại chỗ, trong lòng có gì đó hơi bất an. Trong thư phòng của An Dương Hầu Phủ, nhạc Quỳnh sắc mặt nặng nề nhìn Yến Trì cho nên điện hạ cảm thấy được thánh thượng lập tức muốn lập thái tử yến trì gật đầu án của tấn vương đã định trong kinh thành người nên bắt giam thì đã bắt giam người đáng chết cũng đã chịu chết sau khi thanh trừ hết một vòng thì cục diện đã thay đổi hoàn toàn có lẽ thánh thượng sẽ lập thái tử vào lúc này nhạc quỳnh khẽ gật đầu những người ngày trước đi theo tấn vương giờ đây tạo thành một phái dù tân thái tử có là người nào chăng nữa thì ít nhất cục diện trong triều cũng sẽ tạo thành thế chân vạc đích thực là một kết quả tốt nhất đối với Thánh Thượng. Yến chỉ hơi cong môi. Đường Kim Thánh Thượng rất giỏi trong việc cân bằng quyền lực, hầu ra chắc hẳn cũng đã rõ. Nhạc Quỳnh gật đầu, bỗng nhiên lại nói. Điện Hạ đoán xem Thánh Thượng sẽ lập người nào. Đôi mắt phượng của Yến chỉ khẽ nheo lại, sâu trong mắt không nhìn ra cảm xúc gì. Thành Vương và Ung Vương có cơ hội lớn nhất, ngũ, lục, thất hoàng tử cũng không phải là không có khả năng nhìn thì thấy thánh thượng chỉ đơn giản muốn tạo ra cục diện kia nên thành vương và ung vương đã được phong vương từ lúc còn trẻ, chưa kể thế lực mẫu tộc bọn họ rất mạnh, ngay từ lúc làm hoàng tử đã có rất đông người đi theo rồi. Thánh thượng chọn một trong hai vị đó thì triều cục sẽ có xu hướng ổn định hơn, mà xét thấy ung vương là con dòng chính, trong triều cũng chú trọng vào lập đích dòng chính thế nên ung vương có cơ hội lớn nhất. Yến chỉ dừng một chút rồi nói. Có điều thánh thượng vẫn còn đang tuổi tráng niên, cũng có khả năng lập hoàng tử tuổi còn nhỏ một chút. Ngũ, lúc, thất hoàng tử tuổi còn nhỏ, thánh thượng không cần lo lắng đông cung thanh thế quá lớn mà đoạt quyền, cũng không cần lo ngoại thích được đà kiêu ngạo. Thế nhưng nếu làm như vậy thì thành vương và ung vương chắc chắn sẽ không cam lòng, khó tránh khỏi gây ra sóng to gió lớn. Nhạc Quỳnh nhìn Yến Trì rất tán thưởng. Yến Trì quanh năm ở bên quan thế nhưng lại cực kỳ rõ ràng cục diện trong chiều. Bất kể thánh thượng đưa ra lựa chọn gì thì ta và ngươi cũng chỉ là võ tướng, hiện tại không nghiêng về bên nào thì mới là sáng suốt nhất. Yến chỉ không biết nghĩ đến cái gì, trong mắt đột nhiên thấy vẻ hơi châm biếm, thế nhưng hắn vẫn gật đầu. Nhạc Quỳnh đang định nói tiếp thì nhìn thấy Dương Tịch đi vào. Lão ra, tri phủ đại nhân đến. Nhạc Quỳnh vội vàng đứng dậy. Mau mời vào. Dương Tịch đi ra rồi Nhạc Quỳnh mới nhìn Yến chỉ nói không biết có phải án tử đã có manh mối rồi không? Sắc mặt Yến Trì cũng hơi nặng nề, hắn nhìn về phía cửa, rất nhanh đã thấy hoác hoài tín đi đến. Bái kiến hầu ra, ồ, Điện Hạ cũng ở đây, thỉnh an Điện Hạ. Nhạc Quỳnh tiến lên. Hoác huynh đừng nên đa lễ, sao huynh lại đến đây? Là án tử đã có tiến triển hả? Hoác hoài tín cười khổ. Hầu ra, lần này tại hạ đến là để xin hầu ra hỗ trợ. Thân phận yến chỉ tôn quý, hắn cũng biết chuyện Tần Hoan biết nghiệm thi, cho nên Hoắc Hoài Tín trực tiếp nói thẳng ra ở trước mặt hắn. Nhạc Quỳnh nghe thấy thế liền kinh ngạc, "Hoắc huynh có chuyện gì cần ta giúp đỡ? Huynh cứ nói thẳng ra là được." Hoắc Hoài Tín hơi mím môi, sau đó chắp tay nói, "Án này đã lâu không có tiến triển gì, hôm đó tại hạ đặc biệt ghi nhớ khả năng nghiệm thi phá án của Tần phủ cửu cô nương trong vụ của Lâm Đại Hưng." cho nên muốn nhờ hầu gia ra mặt thay cho tài hạ, mời cửu cô nương đến hỗ trợ nghiệm thi thêm lần nữa. Nhạc Quỳnh ngẩn ra, lại bắt cửu cô nương phải nghiệm thi, thân phận của cửu cô nương ở bên đó, chỉ sợ là. Suy nghĩ của Nhạc Quỳnh đúng là giống hệt với hoác hoài tín, ông liền cười khổ. Mấy hôm nay tại hạ ngoài trừ tra án thì cũng phải chép sách, hiện tại đúng thật là không có biện pháp gì thì mới nghĩ đến mời cửu cô nương qua hỗ trợ. Kỹ thuật của cửu cô nương cao siêu, còn có tấm lòng chính trực công nghĩa, nhất định sẽ hiểu nỗi khổ tâm của tài Hà. Chỉ xin hầu ra ra mặt hỏi thôi, nếu như cửu cô nương không đồng ý thì tài Hà cũng không dám nhắc lại nữa. Nhạc Quỳnh hơi khó xử. Hoắc huynh thật đúng là, lần trước là cửu cô nương đại nghĩa tương trợ, chủ động đề nghị nghiệm thi. Còn hiện tại con bé không ở hầu phủ, ta sao có thể đành lòng đi tìm nó, huống hồ cho dù cửu cô nương có tấm lòng chính trực thì ta cũng coi như là trưởng mối của cửu cô nương, sao ta có thể vác cái mặt già này đi lôi kéo một tiểu cô nương nhỏ tuổi vào mấy chuyện hình ngục này chứ? Những điều nhạc Quỳnh nói thì Hoác Hoài Tín đều hiểu hết, thế nhưng không đi tìm Tần Hoan thì làm thế nào để phá án? Hoác Hoài Tín khom người cúi gần đến đất, tựa hồ như chỉ còn thiếu nước quỳ xuống trước mặt nhạc Quỳnh. Hầu ra, tại hạ lại không thể tự mình đi mời, chỉ sợ cửu cô nương không cho tài hạ mặt mũi, nên bây giờ mới tới cầu người. Nhạc Quỳnh vội vàng đỡ dậy, "Ta biết nỗi khổ của Hoác huynh, chỉ sợ ngay cả ta ra mặt thì cũng không dám chắc cửu cô nương sẽ đồng ý hỗ trợ. Cửu cô nương sẽ vui lòng giúp đỡ." Yến Trì ở bên cạnh bất thình lình lên tiếng. Nhạc Quỳnh và Hoác Hoài Tín đều cùng sửng sốt, quay sang nhìn nét mặt hoàn toàn chắc chắn của Yến Trì. Yến Trì lại nói tiếp, hai vị không tiện ra mặt thì Yến Trì có thể đi một chuyến. chương 60, khách quý đến chơi. Đa tả cử muội muội Tần Sương đưa Tần Hoan ra cửa, Tần Hoan quay đầu nhìn thoáng qua thấy Diêu Tâm Lan nheo mắt nằm trên giường, cũng không nói gì nhiều hơn hôm qua. Nàng thu ánh mắt lại rồi chậm rãi bước ra ngoài. Ra khỏi cửa rồi, Tần Sâm dừng lại nói. Thân thể Tâm Lan yếu đuối, lại hay suy nghĩ lung tung, cử muội muội nếu rảnh rỗi thì cứ đến đây chơi với nàng, nàng rất thích tính cách của muội, trong phủ này nàng cũng chỉ muốn nói chuyện với mình muội. Đương nhiên là Tần Hoan gật đầu đáp lại. Vậy chiều nay Tần Hoan lại đến. Tần Sâm cười rộ lên. Được thế thì còn gì bằng, mấy hôm nay tin tức trong kinh gửi đến rất nhiều, ta cũng phải ra ngoài nhiều hơn. Chiều nay muội có thể đến chơi với nàng thì quá tốt rồi. Tần Hoan đảo mắt. Đại ca là đang chuẩn bị về kinh thành. Tần An nhận một công việc nhàn hạ cho nên ông ta đã trở thành một quý tộc nhàn rỗi ở Cẩm Châu, nhưng Tần Sâm lại không như vậy, hắn là đích trưởng tử của Tam phòng, gia tộc Tần thị cần có hắn, Tam phòng cũng cần hắn cho nên đương nhiên phải vào kinh thành để tìm một lối đi. Tần Sâm cảm thấy có nói ra thì Tần Hoan cũng không hiểu được nên chỉ nói đơn giản. Hiện tại thế cục ở kinh thành chưa rõ, nên nếu lên kinh thì cũng phải chờ sau mùa xuân năm sau lúc đó mọi chuyện trong kinh cũng đã ổn định rồi. Tần Hoan cẩn thận nhìn ngẫm lại lời Tần Sâm nói, ngay lập tức nghĩ đến hai chữ. Lập chữ, chấm. Tần Hoan không nói thêm nữa, nàng quay người đi ra khỏi lâm phong viện. Phục Linh cũng ở bên cạnh, nàng bắt đầu cảm thán. Tình cảm của đại thiếu gia đối với phu nhân thực sự khiến cho người ta phải hâm mộ, chỉ hy vọng tiểu thư cũng sớm gả cho một vị hôn phu tốt như vậy. Tần Hoan vừa đi vừa trầm ngâm, ngay cả những đôi phu thê tình thâm được người người hâm mộ cũng có những bí mật không thể tiết lộ, huống hồ những đôi phu thê bình thường khác. Thế gian có thể có bao nhiêu người giống như phụ thân và mẫu thân nàng, chỉ ở với nhau cho đến cuối đời không thay lòng. Tần Hoan đang trầm tư, bên cạnh lại nghe thấy có một tiếng ồn ào rất lớn, nàng vừa ngước mắt lên liền nhìn thấy Lưu Xuân ở cách đó không xa dẫn theo bảy, tám nam bộc khiêng quốc sẻng gùi che và đồ nghề đi về phía đông. Đây là đang định làm gì? Phục Linh cười, tiểu thư không biết thôi, hết mùa xuân mùa hạ rồi thì giếng nước trong phủ đều phải nạo vét để làm sạch bùn lắng. Lưu đại nương trong phòng bếp cũng nói gần đây nước dùng đều hơi có mùi bùn, cho nên lão phu nhân hạ lệnh cho người đến làm sạch giếng nước. Ánh mắt Tần Hoan tối lại, phía đông có giếng nước. Phục Linh gật đầu, ở bên ngoài rừng trúc có một chỗ có giếng nước để cho mấy vị di nương dùng. Trong viện của di nương đều ở phía đông đương nhiên Tần Hoan cũng biết điều đó. Đột nhiên nàng nghĩ đến gì đó, nên lại thấy hứng thú với giếng nước, ngẩng đầu lên nói. Đi, chúng ta cùng đến đó xem sao. Phục Linh hơi kinh ngạc, thấy Tần Hoan đã bắt đầu đi rồi nên chỉ có thể đuổi theo. Tiểu thư, sao bỗng nhiên tiểu thư lại nghĩ đến đi xem bọn họ làm sạch giếng? Trong giếng kia toàn là bùn thôi, thối lắm, tiểu thư có nhìn thấy mấy sọt tre kia không, nước bùn đều là đựng trong đó rồi cõng ra ngoài tiểu thư tránh xa một chút, Sweet. Tần hoan ra hiệu chớ có lên tiếng, nàng đi xuyên qua khúc hành lang uốn khúc, ngang qua hồ bán nguyệt ở phía đông, rất nhanh sau đó nàng đã thấy được viện của các di nương, là các tòa lầu các nhỏ nhưng tinh tế đứng nối tiếp nhau, biểu lộ rõ ràng sự phú quý xa hoa bên trong phủ, cũng như sự phong lưu đa tình của tần an. Tần Hoan đương nhiên không muốn đi dò xét bối cảnh của đám di nương trong viện, nên nàng chỉ bước đi theo hành lang gấp khúc bên ngoài. Lưu Xuân dẫn đám người kia dừng lại ở liều hoa bên cạnh giếng nước ngoài rừng trúc, sát bên viện của các di nương. Chỗ này chỉ cách rừng trúc có một đoạn, Lưu Xuân chỉ huy mọi người múc nước, buộc dây, tất cả đều rất bộn rộn và ồn ào. Phục Linh nhìn thấy thế đành bất đắc dĩ nói. Tiểu thư, chỗ này thật sự không có cái gì hay mà xem, muốn rửa sạch bùn thì đầu tiên phải múc hết nước trong giếng ra, có lẽ phải rất nhiều ngày mới xong, giếng này có lẽ là phải nửa tháng sau mới dùng được. Tần Hoan nhíu mày, đương nhiên không phải nàng muốn xem người ta nạo bùn, nàng chỉ là nghe thấy giếng nước cách rừng trúc không xa thì mới tò mò thôi. Nhưng cảnh này đúng thật cũng chẳng có gì hay mà xem, nàng đành phải tìm thời cơ khác vậy. Tần Hoan lại nhìn một lúc rồi thở dài. Nhìn thấy rồi, thôi đi về đi. Vừa nói xong thì Tần Hoan xoay người lại, ngay lúc nàng mới xoay được một nửa thì bỗng nhiên khựng người bóng dáng lưu xuân rơi vào trong khóe mắt nàng mà ông ta là đi từ trong lều hoa về phía rừng trúc tần hoan ngay lập tức cho mày lưu xuân đi vào trong rừng trúc làm gì tiểu thư không đi nữa hả phục linh vốn đã đi ra được hai bước nhưng vừa quay đầu lại đã thấy tần hoan dừng chân lại không chỉ có như vậy nàng còn thấy tần hoan đang cho mày nhìn về hướng rừng trúc vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng trước giờ chưa từng thấy tiểu thư làm sao thế trong lòng tần hoan sôi sụp dưới chân cũng rộn rạo dường như muốn ngay lập tức đuổi theo lưu xuân xem hắn vào trong rừng trúc là để làm gì thế nhưng nếu muốn đi vào rừng trúc thì chắc chắn sẽ phải đi ngang qua liều hoa kia như vật sẽ lại gây ra sóng gió tiểu thư phục linh hơi lo lắng lần trước lý do tần hoan đi vào rừng trúc còn chưa giải thích rõ ràng với nàng hiện tại lại nhìn chằm chằm vào đó, thực sự rất kỳ lạ. Nàng nghe nói trong rừng trúc kia có quỷ, tiểu thư nhà nàng thiên vạn đừng có bị quỷ bắt mất hồn phách. Tiểu thư, đừng nhìn nữa, trong rừng trúc kia có thứ không sạch sẽ. Phục Linh kéo tay Tần Hoan, thế nhưng vì thế lại càng khiến Tần Hoan có thêm quyết tâm để đi vào đó xem sao, nàng tránh khỏi tay Phục Linh, nhấc chân lên đang định bước đi về phía rừng trúc. Có thể tìm thấy Cửu tiểu thư rồi. Tần Hoan mới bước được nửa bước, một giọng nói trong trẻo vang lên ở phía sau cách Tần Hoan không xa. Tần Hoan quay đầu lại, liếc mắt một cái đã thấy Thái Hà thở không ra hơi chạy đến. Thái Hà dẫn theo hai tiểu tỳ mặc áo đen, cả ba người đều đầu đầy mồ hôi. Tần Hoan hỏi. Xảy ra chuyện gì rồi? Thái Hà thở hổn hển hai lần. Cầu tiểu thư, người mau đến tiền viện đi. Đến tiền viện? nhìn dáng vẻ này của Thái Hà nàng còn tưởng là Diêu Tâm Lan hay tưởng thị xảy ra chuyện rồi đi tiền viện làm gì Thái Hà lau mồ hôi trên trán có khách quý đến nói là muốn gặp người hiện tại đại thiếu gia và nhị thiếu gia đều đã đến tiền viện rồi nói xong lại thở gấp sao người lại chạy đến chỗ này bọn ta chạy đến Đinh Lan Uyển rồi Lâm Phong Viện thiếu chút nữa đã đến Tây Hầu Viện tìm người người nhanh lên một chút đừng để cho khách quý đợi lâu Tần Hoan đang định hỏi khách quý là ai thì Phục Linh đã lên tiếng. Thái Hà Tỷ không biết đấy thôi, tiểu thư muốn nhìn người ta nạo bùn đáy giếng. Thái Hà hơi kinh ngạc, nàng trợn mắt nhìn thoáng qua chỗ liều hoa bên kia, sau đó giờ khóc giờ cười. Cầu tiểu thư thật đúng là. Nói xong liền tiến lên mời. Cầu tiểu thư đừng xem nữa, đều là mấy việc vặt vãnh của hạ nhân, người mau đi đến tiền viện đi. Thái Hà thật sự sốt ruột, hận không thể xông tới kéo tần hoan đi. Tần hoan thấy thế liền không cam lòng nhìn lướt qua rừng trúc rồi phải quay người đi đến tiền viện. Khách quý là ai vậy? Thái Hà lắc đầu. Không biết, chỉ thấy gá sai vặt bên cạnh đại thiếu gia đã đến thúc giục nhiều lần. Nhóm tiểu nha đầu ở Lâm Phong Viện cũng đang đi tìm người, không ai ngờ được người lại ở chỗ này. Tần hoan mím môi, cố hết sức kiềm chế bản thân đừng quay đầu lại, nàng chỉ cần nhớ kỹ là được rồi ai cũng nói rừng trúc có quỷ là cấm địa trong phủ, nhưng vừa rồi vì sao Liêu quản gia lại đi vào đó? Ông ta không phát hiện ra nàng, lúc ông ta đi thì mấy nam bộc khác cũng bị liều hoa cản mất tầm nhìn nên cũng không nhìn thấy. Ông ta lén lút như vậy đi vào trong rừng trúc để làm gì? Hay là muốn gặp người nào? Trong lòng tần hoan phức tạp giống như bị hàng trăm móng vuốt cào xé, một cơ hội ngay trước mắt lại bị phá hủy, nàng bất giác biểu môi, hơi bực bội đối với vị khách quý kia sớm không đến muộn không đến sao lại cứ nhằm đúng lúc này mà đến phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn